Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần thật nhiều năng lượng. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay để chia sẻ đến quý vị những cái tiến độ, những khoảnh khắc trên công trường. Video ngày 4 tháng 3 năm 2024 mình xin gửi tới quý vị những hình ảnh mới nhất trên công trường cầu Rạch Miễu 2. Thì trong mấy video trước mình đã cập nhật cho quý vị trụ kỳ 19 đã đổ xong bê tông của đốt thân trụ rồi và đang tiến hành lắp đặt cốt thép cho đốt thân trụ thứ 15. Còn mũi thi công dầm ngang cũng lắp đặt được rất nhiều thép rồi. Bên đơn vị thi công trụ kỳ 20 cũng đã đổ bê tông xong đốt thân trụ 15 rồi và công tác chuẩn bị cho thi công đốt thân trụ 16. Còn phần dầm ngang của trụ tháp P20 cũng đã đổ xong bê tông cho đợt 1 rồi thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi hết video với mình để biết được những hạng mục thi công mới nhất trên công trường. Trước màn hình quý vị đang theo dõi là trụ kỳ 23 đã được đơn vị thi công, lắp đặt xong cốt thép và ván khuôn cho xả mũ rồi, đang chờ đổ bê tông. Còn bên đơn vị thi công trụ P20 mũi thi công trụ tháp cũng đã lắp đặt xong cốt thép cho trụ tháp thượng lưu và công tác chuẩn bị cho lên xe leo, phục vụ thi công đốt kê 16. Còn mũi thi công dầm ngang sau khi đổ bê tông đợt 1 xong thì các anh cũng đã tiến hành lắp cốt thép cho đợt 2 rồi.
Còn bên đơn vị thi công trụ kỳ 19 cũng đã lắp đặt cốt thép cho đốt kê 15 cho thân trụ tháp và đang hoàn thiện thép. Phần thi công dầm ngang các anh cũng đang tiến hành hoàn thiện cốt thép và ván khuôn cho đợt 1.